Chào mừng anh em đến với chương trình giảm giá của điện máy đang Nga Trong chương trình lần này chúng tôi sẽ có 20 sản phẩm được giảm giá và thanh lý Nhưng có một điều rất đặc biệt đó chính là Trong chương trình này sẽ có những cái dòng máy của chúng tôi như máy đục, máy cắt tường, máy bơm được sử dụng qua duy nhất một lần vì là chúng tôi đã mang những cái máy này đi quay phim do vậy và trong chương trình này chúng tôi sẽ thanh lý luôn những cái sản phẩm này trước kia khi chúng tôi sử dụng máy xong khi quay phim thì chúng tôi thanh lý trực tiếp cho khách hàng nhưng bây giờ chúng tôi sẽ để vào trong chương trình giảm giá hy vọng là anh em có thể thấy được cái giá này nó sẽ phù hợp cho công việc của mình và anh em nhanh tay đặt ở trên trang web đăng a com nhá bây giờ chúng ta hãy bắt đầu vào chương trình sản phẩm đầu tiên là một sản phẩm được thanh lý đây là một sản đây là một cái máy bơm thông minh của hãng cao quang cái bơm thông minh của hãng cao quang này chúng tôi mang đi quay phim duy nhất một lần đã được sử dụng một lần và bơm được trong tầm khoảng đâu đó là tầm 5 phút thôi anh em nhé hơi bật một chút thực sự thì nếu như lau đi thì vẫn mới nguyên nhưng chúng tôi sẽ không muốn cho nó thành máy mới mà chúng tôi muốn bán giảm giá để chiên ân cho anh em. Cái này thì vẫn là máy mới đến 99,9% và sẽ được bảo hành chính hãng trong vòng 3 tháng. Giá niêm yết của sản phẩm này là 700 000 Trong chương trình này nó sẽ được xả ra với giá rẻ hơn giá vốn đó là giá 550 000 Anh em lưu ý là chỉ có một cái duy nhất nhá. Sản phẩm thứ hai được giảm giá đó chính là một cái máy đục của hãng Cao Quang có mã ZG0758. Đây là một mẫu máy đục nhỏ của hãng Cao Quang. Cái đục này thì chúng tôi đã có review cho anh em rất là kỹ rồi cân nặng của nó là 5,7 kg tính cả mũi cả dây cái máy này có công suất của nó là 1010 w nếu như mà anh em sử dụng cái máy này thì nó sẽ nhỏ nhẹ và dễ cầm hơn khi mà anh em làm việc ở trên cao piston của nó là piston 30mm anh em nhé nòng của nó được bọc nhựa để anh em có thể cầm để đục trên tường một cách dễ dàng nhất mà không cần phải bọc vải để cho đỡ nóng tay tất nhiên thì nó sẽ có đi kèm tay cầm phụ anh em nhé À, giá niêm yết của cái máy đục này là 1 triệu 800 nghìn và trong chương trình này sẽ có một máy duy nhất được giảm giá về 1 triệu 500 nghìn anh em nhé sản phẩm tiếp theo là một sản phẩm được thanh lý nó cũng là một máy đục sử dụng mũi 17 mm của hãng cao quang có mã SG 0350 Công suất của nó lên tới 1.400W, cân nặng của nó là 6,5kg Máy cũng là máy mới 99,9% được đục trong vòng khoảng 5 phút Sau đó là kết thúc video và chúng tôi đã thanh lý cho anh em cái này cũng chỉ có một cái duy nhất, giá niêm yết của nó là 1 triệu 900 nghìn và bây giờ nó sẽ được giảm giá về 1 triệu 650 nghìn. Máy cũng sẽ có chế độ bảo hành trong vòng 6 tháng anh em nhé. Sản phẩm tiếp theo cũng là một sản phẩm được thanh lý, đó chính là một cái máy cắt tường của hãng Cao Quang có mã CVK1336. Nó cũng là một cái máy mà chúng tôi mang đi công trình quay phim, cũng là một mã được thanh lý với số lượng duy nhất một sản phẩm. Giá niêm yết của nó là 1 triệu 200 nghìn nguyên bộ. Nguyên bộ là có lưỡi cắt, có bộ chụp, có dây vòi nước các thứ, không có bơm, không có dây nước anh em nhé. Giá limit của nó 1 triệu 250 nghìn và trong chương trình này nó sẽ được giảm giá về 1 triệu 100 nghìn cái máy này Vẫn được bảo hành 6 tháng, máy mới 99,9% Công suất của nó lớn nhất là 2.300W nhưng mà chúng tôi đo công suất thực tế trên một tấm bê tông Mark Phi 300 thì công suất của nó đạt tới tận 2405 w anh em nhé cái máy này sử dụng lưỡi cắt 156 cắt sâu được tối đa 5 cm bộ chụp của nó thì là bộ chụp được làm bằng inox và bộ chụp hở cho nên là bộ chụp hở này thì anh em nếu anh em dùng bộ chụp kín quen rồi thì anh em sẽ thấy là bộ chụp hở này nó sẽ bị bắn bùn bắn bẩn theo nguyên bộ của nhà sản xuất thì nó chỉ có một vòi nước vào từ một bên thôi nhưng mà chúng tôi đã độ cho nó thêm một vòi nước bên này nữa để nó vào từ hai vòi nước và tặng thêm cho anh em cái vòi nước phía này nữa. Động cơ không chổi than, máy mới 99,9% chỉ quay hai video. Một video là cắt một cái tấm bê tông và một video là chúng tôi mang đi cắt tường rơi vào khoảng gần 20 mét tường gì đó. Và bây giờ chúng tôi đã thành lý cho anh em một bộ thanh lý này thì không có lưỡi cắt nhá một bộ thanh lý máy nguyên bản không có lưỡi cắt không có bơm giá niêm yết của nó là hai triệu bảy trăm nghìn và trong chương trình này nó sẽ được giảm giá về hai triệu hai trăm nghìn máy được bảo hành trong vòng sáu tháng máy thì cực kỳ khỏe khi chúng tôi test cắt bê tông và cắt tường và cân nặng của nó rất nhẹ nó chỉ có cân nặng là ba năm kg rất nhẹ nhẹ hơn cả máy cao quang cv một ba ba sáu nó chỉ có một cái nhược điểm duy nhất đó chính là bộ chụp hở mà nếu như anh em mua máy này về mà anh em cảm thấy bộ chụp hở này mà anh em không ưng thì anh em có thể chế nó cho nó thành bộ chụp kín thì nó sử dụng rất là tuyệt vời anh em nhé à, sau này thì chúng tôi sẽ bán cái mã này rất là nhiều bởi vì là công nghệ không than sẽ là công nghệ cho tương lai và dần dần là cái các cái dòng máy sử dụng điện 220V sẽ chuyển sang không than hết sản phẩm tiếp theo cũng là một sản phẩm được thanh lý đó chính là một cái mũi đục chữ U mũi đục chữ U này thì chúng tôi cũng mang đi quay phim luôn trong lần quay phim cùng với các cái máy này gần như mới 100% à, nó đục khoảng gần chục mét tường à, giá niêm yết của nó là 50.000 và trong chương trình này nó sẽ được giảm giá về 30.000 một cái duy nhất thôi anh em nhé 30, 000 à, Đã hết những sản phẩm à, mang đi công trình được thanh lý Bây giờ là những sản phẩm mới được giảm giá anh em nhé Lưỡi cắt tường Madica đường kính 121mm Cái này thì sẽ phù hợp cho những anh em nào muốn cắt đường nông à, Hoặc anh, anh em mua muốn mua lưỡi cắt cho máy cắt tường 5 lưỡi Thì anh em mua cái lưỡi cắt 121 đường kính 121 này sẽ rất, rất là hợp lý Giá niêm của nó là 85.000 một lưỡi Và trong chương trình này thì sẽ có 20 sản phẩm được giảm giá về 40.000 một lưỡi anh em nhé cái lưỡi này nếu như anh em cắt không ưng cảm giác mà nó bị cháy lưỡi hay nó bị lì lưỡi hay là nó như thế nào đấy anh em có thể trả lại được chúng tôi chúng tôi vẫn cam kết cho anh em là nhận lại cả cái lưỡi cũ khi anh em cắt tất nhiên là không nhận những cái lưỡi mà cắt quá mòn anh em nhé anh em chỉ có thể cắt test thôi cũ rồi cũng ok nhưng lưỡi đảm bảo phải là lưỡi không mòn không ưng trả lại chúng tôi sản phẩm tiếp theo là một sản phẩm được giảm giá đó chính là một cái kìm tuốt dây của hãng Rubicon cái kìm này là thương hiệu của nhật anh em nhé kìm tuốt dây đa năng kìm này thì anh em có thể tìm hiểu thông tin trên mạng À, cái này thì nó chất lượng rất là cao kìm nước dây Rubicon con này giá niêm yết của nó là 500 trăm nghìn trong chương trình này thì nó sẽ được có hai cái duy nhất được giảm giá về 400 trăm nghìn một cái anh em nhé anh em có thể thấy được là cái chất lượng của cái kìm này cực kỳ cao luôn đó con của nhật có rất nhiều chức năng à, kẹp cốt cắt dây tuốt dây đa năng tuốt được dây rất là nhỏ từ 0,5 mm đến 6 mm Sản phẩm tiếp theo là một sản phẩm được giảm giá đó chính là một cái túi ke cân bằng. Túi ke cân bằng này dành cho anh em xây dựng nhé. Cái túi ke cân bằng này sẽ nó ra để lấy một cái làm mẫu nào. Anh em mua đâu đó nếu mà anh em mua sẽ có một cái túi bị xé ra và nó bị rút ra một cái nhé nhưng đảm bảo với anh em là nó vẫn đủ nguyên số lượng đây cái cân bằng này chất nhựa rất là tốt nhá chất nhựa là màu đỏ tươi nhá chứ không phải là các loại đỏ thẫm và nó rất là bóng một cái túi này sẽ có 50 cái ke ở à, cái túi này giá niêm yết là 150 000 và trong chương trình này một túi này sẽ được giảm giá về 100 000 một túi anh em nhé sản phẩm tiếp theo được giảm giá đó chính là một cái kê nâng gạch đây là kê nâng gạch chất lượng nhất của chỗ chúng tôi cái kê nâng gạch này theo như thông số của nhà sản xuất thì cái cân nặng là 650g tức là 6 lạng rưỡi đấy. Nhưng thực tế thì nó chỉ có 6 lạng thôi và có những cái loại khác thì là cân nặng thực tế của nhà sản xuất à, cân nặng của nhà sản xuất là 600 g nhưng thực tế chỉ có 550 g thôi cho nên là nó sẽ luôn nhỏ hơn 50 g so với thông số của nhà sản xuất. Và đây sẽ là loại nặng nhất, 600 g cân nặng thực tế. Cái đường kính của cái trụ của nó, đường kính đáy của nó là 10 mm và cái phần chốt đẩy của nó là được làm bằng thép chống mài mòn anh em nhé Loại này thì là loại chất lượng cao nhất, cứng cáp nhất, dày nhất, giá niêm yết của nó là 70.000 và trong chương trình này nó sẽ được giảm giá về 55.000 một cái anh em nhé hai sản phẩm tiếp theo được giảm giá đó chính là hai bộ chụp bằng inox để anh em có thể lắp được vào máy cắt tường sử dụng lưỡi 150 và lưỡi sử dụng 133 mm bộ chụp to thì có trục là 48 còn bộ chụp nhỏ có trục là 43 giá niêm yết của sản phẩm này là 250.000 sản phẩm nhỏ này là 200.000 trong chương trình này thì hai cái này được bán đồng giá luôn 170.000 một cái anh em có thể mua về để lắp vào máy mày góc để anh em làm máy cắt tường rất là ok có hai vào nước đi kèm nhé và có một số cái phụ kiện đi kèm để anh em có thể lắp đặt được. Sản phẩm tiếp theo được giảm giá đó chính là một cái dụng cụ bơm keo silicon của hãng Nakio mới 100% giá lên biết 250 000 trong chương trình này có 10 sản phẩm được giảm giá về 170 000 anh em nhé. Sản phẩm tiếp theo được giảm giá đó chính là những cái ke góc vuông dành cho những anh em thợ mộc. Những cái ke góc vuông này anh em có thể xem được những cái quảng cáo ở trên mạng rồi, cái góc vuông này có thể điều chỉnh được cái độ dày của cái cái, cái cái, sản phẩm à, của cái vật liệu anh em cần ke nhé đấy anh em chỉ cần mở nó ra phía sau có lò xo này mở ra để anh em ke anh em cân chỉnh vào ke và anh em bắt chặt nó lại một cái sản phẩm này một cái ke này giá niêm yết của nó là 25.000 trong chương trình này thì một cái này sẽ được giảm giá về 20.000 anh em nhé sẽ có 50 sản phẩm được giảm giá duy nhất nhé sản phẩm tiếp theo được giảm giá đó chính là một cái kìm tuốt dây rất là hot trên thị trường hiện tại của nội địa Trung Quốc à, của hãng Wente gì đó có tem chống hàng giả nhưng mà tem chống hàng giả lại ghi giá bên ngoài cái túi thật là vô dụng và đây Wente được in laser thương hiệu của nó ở đây cái này thì sẽ có rất nhiều chức năng anh em có thể xem nó tham khảo trên mạng có rất nhiều chức năng cái kìm này là kìm dạng có lò xo so, nó có chức năng là tuốt dây này tách dây này À, xoắn dây này tuốt dây này kìm kẹp này đó ép à, cốt này giá niêm yết của nó là 120 000 và trong chương trình này sẽ có 10 sản phẩm được giảm giá về 80.000 một cái anh em nhé sản phẩm tiếp theo được giảm giá đó chính là một cái bộ chuyển từ máy khoan thường sang dạng khoan búa để anh em có thể khoan được tường cái này khoan được bê tông nhưng mà khoan bê tông thì cũng sẽ vẫn chậm thôi nó chỉ để khoan tường là chính và nếu như anh em máy của anh em không có chế độ khoan tường thì anh em À, không có chế độ khoan búa thì anh em mua cái này về để biến nó thành máy, một cái máy khoan búa rất là ok. Cái này thì uh, nó được một nhược điểm duy nhất đó chính là nó dùng cái mũi khoan chân vuông phi 8 mm, chỉ có một cái đi kèm phi 8 mm. Cái bộ này thì uh, chúng tôi có dán băng dính ở đây nó là dán cái tay mở của nó thôi nhá. Cái này thì tôi mua về để quay phim và quay được một lần duy nhất và cũng khoan được một mũi duy nhất. Uh, giá niêm yết của nó là 250 000 và trong chương trình này một cái được thanh lý với giá 100 000 Sản phẩm tiếp theo là một sản phẩm được thanh lý đó chính là một cái À, thân của cái máy mài sàn bê tông cán dài. Cái này thì anh em tìm từ khóa máy mài sàn bê tông cán dài thì anh em sẽ thấy được là cái này có ứng dụng như thế nào, nó có chết áp ở bên trên này. Máy này mới 100% nhá. Cái này thì nó là hàng trưng bày mà cái cán dài của nó thì mất đầu tôi cũng không rõ lắm. Công suất của nó thì theo như thông số của nhà sản xuất là 4980W nhưng không à. Mà, mà nghe có vẻ là cũng không, không đúng lắm. Cái cân nặng của cả cán là 11 kg nhưng mà đây thì chỉ còn mỗi cái thân máy thôi. Giá nên biết của nó là Đâu đó thì tầm khoảng Trên dưới 1 triệu gì đó Nhưng trong chương trình này chỉ có cái máy thân máy duy nhất Chúng tôi thanh lý Giá của nó là 500 nghìn Thanh lý giá với giá 500 nghìn Một cái này còn chưa được cắm điện và thử luôn Sản phẩm tiếp theo cũng là một sản phẩm được thanh lý Đó chính là một cái lưỡi cắt Lưỡi cắt này thì Nó là lưỡi cắt có số răng lưỡi cắt gỗ có 100 răng cái đường kính của lưỡi là 220 cm đấy. Còn trục bên trong là trục 30. Cái lưỡi cắt gỗ này thì tôi cũng chưa biết là nó ở nó ứng dụng trong công việc gì mà thấy ở cửa hàng lâu lắm rồi không đi bán rồi. Thì cho nên là tôi sẽ thanh lý cho anh em cái này là của Trung Quốc nhé Cái này thì không phải loại xịn đâu, loại thường thôi. Thanh lý luôn cho anh em với giá 100 000 cái lưỡi cắt gỗ này. Sản phẩm tiếp theo là một sản phẩm được giảm giá đó chính là một cái sạc pin của hãng TNT. Cái sạc pin này sạc pin 20V, chân pin là chân pin phổ thông thì anh em có thể sạc được nhé cái sạc pin này thì giá niêm yết của nó là 250 000 và trong chương trình này sẽ có 5 sản phẩm được giảm giá về 150 000 một cái. Sản phẩm cuối cùng đó chính là những cái vòi nước bằng nhựa. Cái vòi nước này chả biết nó sẽ làm vào những công việc gì cho anh em. Cái vòi nước này có gen của nó là gen phi 12 anh em nhé Để anh em có thể làm gì đó để bơm tưới nước vào những cái cái gì đó. Ví dụ như có thể là chế máy cắt tường, chế cái máy chế vòi nước cho máy cắt tường chẳng hạn máy cắt tường dạng bàn thì anh em vẫn có thể sử dụng những cái này hoặc là máy cắt đá giá niêm yết của cái này thì giá niêm yết của này thì tôi cũng không nhớ rõ nhưng đây là sản phẩm được thanh lý thì tôi sẽ thanh lý ra cho anh em là 15 000 một vòi nhá đó chính là 20 sản phẩm được giảm giá và thanh lý của chúng tôi trong chương trình giảm giá tuần này xin chào và hẹn gặp lại anh em ở chương trình giảm giá tuần sau nhá